Hai, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ cho hai gián chung ăn lươn đông lạnh nha nha các bạn. Thì con lươn đang bỏ trong tủ lạnh đó các bạn. Đông cứng rồi các bạn. Đây, lươn đông lạnh nha các bạn. Để đây nha các bạn. Đây. Hai gián chung nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngâm con lươn đông lạnh này. Thì con lươn này nó mình đông đá nha các bạn. Thử coi mình ngâm nó ra cho coi nó có ăn không nha các bạn. Đây. Để gần các bạn nha. Lươn đông lạnh nha các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ngâm cái này cho nó tan nha các bạn. Đây mấy bạn, mình đã múc nước một ca nước rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ con lươn mình đông đá vô đây các bạn cho nó tan, cho nó mềm ra nha các bạn. Thử coi mình so cho nó ăn, coi nó tan không nha các bạn. Rồi, ok, cái này phải đợi khoảng 5 phút nha các bạn. Rồi mình đã ngâm xong rồi các bạn. Này lươn giờ nó mềm ra nè các bạn. Giờ mình sẽ dùng cái kéo mình cắt cái con này ra làm đôi, để trong tại vì có hai rắn các bạn, thì cắt làm đôi mình cho mỗi con một khúc nha các bạn. Giờ mình sẽ dùng cái kéo này mình cắt ra các bạn. Okay, các bạn ơi, giờ mình đã cắt xong rồi nha các bạn. Giờ mình lấy đôi đũa, mình lấy đôi đũa cho nó ăn nha các bạn. Đây mình là gấp cho cái con này con bự nha, cái con nó cái ao nha các bạn. Các bạn một con rồi đó các bạn. Nó mới táp các bạn.
tắt cây. Con lươn này cũng bự lắm nha các bạn. Thấy các bạn thấy nó ăn vô cái mình nó chập bá luôn không? Cái này là rắn nó ăn lươn nó không chết nha các bạn. Nhiều anh em trên mạng nói, nhiều anh em mà không biết nói rồi rắn này ăn lươn nó sẽ chết, hai con đều chết. Không có đâu các bạn ơi. Tại vì rắn cái mồi của nó là mồi lươn nha các bạn. Nó rất thích ăn lươn. Đó, nên còn trường hợp nó chết thì mình video trước mình cũng có nói rồi, trường hợp nó chết là khi nào một con lươn nó quá bự đi, nó nuốt không hết thì nó sẽ chết cùng với con lươn luôn. Nó đang nuốt xuống nha các bạn, đang nuốt con lươn xuống nha các bạn. Còn khúc kia để cho con kia nó ăn các bạn, để nó đói. Đó. Con này nó đang xuống đây các bạn. Nè. Cái đầu lươn tới đây là các bạn. Này các bạn. Thấy uông cục chà bá không? Đầu lươn tới đây nè. Đó, nó đang ém xuống từ từ các bạn. Còn khúc nữa chẳng lẽ mày này nó ăn luôn. Khúc nữa để dành cho con này các bạn ơi. Cái khúc nó bự quá, cái họng nó tám không vừa nè các bạn. Khúc này bự quá. Để thử coi con này đang không. Con khúc này đang không. Con khúc con này nó dành ăn luôn các bạn ơi. Đang cầm cái tự nhiên nó quất cái luôn rồi. Giờ không lấy ra được luôn các bạn, tính cho con kia ăn. Thôi để mình cắt khúc các bạn ơi. Cắt lại khúc các bạn ơi, không được rồi. Cắt khúc cho con kia ăn các bạn. Rồi các bạn, mình cắt còn khúc các bạn. Nó ăn, nó dành ăn là hết rồi. Con kia thì cái miệng nó nhỏ quá, để mình cắt cái khúc lươn này ra làm đôi nữa. Bây giờ mình sẽ cho khúc này nè, cho cái con bên đây ăn để nó đói các bạn. Tại vì mấy bữa nay nó không ăn các bạn, sợ nó chết. Chứ con này giờ cho miếng nữa là nó ăn liền á. Trời ơi trời, cũng rút một phát giật mình luôn các bạn ơi. Một phát giật mình luôn á, giờ rút lên không được luôn các bạn. Trời ơi, chạy ra mày, mẹ mày. Còn khúc còn kìa chứ nè, còn này nè. Còn này nó không biết ăn nữa, trời ngu quá. Con này ăn khí thế luôn. Cho mày ăn, mày không ăn. Đủ mày, mày đói chết. Con này ngu quá các bạn ơi. Chó à.
đi ăn, không ăn mì đói nhá. Còn con này nè, con đang thấy hàm không? Ăn thấy hàm không? Đó. Nguyên con không đủ nữa. Ăn ba khúc luôn. Ăn hết con lươn luôn. Còn có khúc này thôi. Nguyên con lươn còn nhiêu đây các bạn. Và con này nó không ăn nè. Này nó ngu quá vậy. Chơi tắp cái đi cửa bên qua qua ở bên mượn gì bạn bên mượn giấy chứng minh ra mua con chuột được có mua không không mua dạ xe bán đâu ngoài đặt giúp đặt đi rồi con nó không ăn thì cho nhìn luôn nha. À các bạn coi nè, con này mình để vô nó tắp cái bập nè, hết hộp luôn á. Không chết hả? Cái đuôi nó bình thường mà. Ủa vậy sao nói cái đuôi chích chết? Thì hồi xưa người ta nói vậy á. Mà cuối cùng có chết không? Không. Trời ơi. Đút nó mà nó không ăn ta. Thôi vậy kết thúc video nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Hai rắn này nuôi nha các bạn. Lâu lâu mua con lươn về cho nó ăn. Rồi bye bye các bạn nha.